anh múa tượng riêng một cái thôi, rồi ráp lại cũng được. Thì mình múa cái thức đại thức này thì sao, thì lúc nào cương cương lúc nào nhu phải biết. Khi mà cái bài bài thái cực tụ khí là múa lúc nào có đăng điền phải cứng, khi mình đưa lên là nhẹ xuống là cứng, có cứng không, mình phải tự ra để này thì cứng không? Mà mình thấy đè xuống thấy cái bụng nó cứng, mà mình đè chậm càng lúc chậm lúc nhanh thì lấy cái hơi thở khi mình đè xuống là hít vô thở ra nha. Còn một cái đó là thở với khí bằng nhau. Còn bây giờ khí nhiều hơn thở nó phải có hai loại. Bây giờ từ đen đè đè xuống mà mất một phút rồi, phải là thở bao nhiêu lâu, phải hít vô thở ra chứ. Là cái bằng đăng điện phải cứng, phải chia làm hai loại, loại cực chậm và loại cực nhanh. Đó, bây giờ mình phải giơ thiệt nhanh xuống mình có cứng mềm kịp lúc không? Nè, chậm chậm là bây giờ hít vô thở ra vẫn đè, hít vô thở ra vẫn đè, hít vô thở ra vẫn đè, rồi thả lỏng đó là chậm. Còn bây giờ hít vô thở ra, nó lên xuống thiệt nhanh. Mà cái bụng phải cái tay xuống là cái bụng cứng, lên tay mà cái bụng phải mềm. Có nó mềm không? Đó, phải tập vậy đó. Mình thấy giống nhau nhưng mà rõ ràng cái răng điện nó có một à. Còn mình mút nhanh mút chậm gì nó cũng vậy thôi, nếu phình ra mình vô thôi. Phải phân biệt gọi là nhanh, chậm. Trong Phật nó gọi là chu kỳ và sát na, tức là có chu kỳ là lên xuống giống nhau. Còn sát na thiệt nhanh mà vẫn nhịp. Cái bụng phải nhịp, thành ra làm nhanh cái bụng nó vậy nè. Nè. Nó làm lên xuống thiệt nhanh, cái bụng phình lên rồi xuống, lên rồi xuống, lên rồi xuống mà cái hơi thở vẫn đều. Cái tay vẫn nhanh mà cái hơi thở vẫn đều. Thấy rõ ràng cái hành động con người nó khác hành động của khí công. Hành động khí công là nhanh chậm, cái bụng nó vẫn nó hô hấp khí vẫn có, một cái phổi vẫn thở đều nè. Thở lên đi xuống vẫn thở đều, hít vô thở ra hai, hít vô thở ra làm mà chậm, hít vô thở ra hai, hình động từ đó làm chậm lại thì nó 10 cái lần hít vô thở ra, còn làm nhanh một hít thở ra 100 lần cũng một hít vô thở ra. Mà cái bụng thì có cùng một kiểu à, nhất quán là có một kiểu nè, là chỉ phình ra xẹp lên thôi, nó không cần biết thở nhiều thở ít, nhanh hay chậm con tay tao không cần biết, tao chỉ cứng mềm. Mày làm tay mình nhanh thì cứng mềm nhanh, tay mình chậm cứng mềm nhanh. Còn hơi thở mày mấy giây kệ bố mày, mày dở hai giây cũng được đó. Đó là thức một. Thức hai là vậy. Nhưng mà muốn hiểu cái thức hai này, thức hai nhớ cái kiểu thức hai mình dùng khí chứ, là bước tới đó theo nó khác chứ đâu phải dùng lực. Có nhung tướng này thầy để tay dở chân lên coi, dở chân lên đó, đứng giữ luôn, giữ nó không này đó, thấy không, giữ luôn, đứng đứng giữ luôn, đừng đừng có thả ra đó. Rồi em bước xa xa dần ra cái tự đỏ nó mạnh, vẫn giữ luôn, càng đó nó mạnh ra. Thấy rõ ràng là cái đây mình không dùng lực thì nữa mình đụng người ta vậy, mình dơ thì nó dằn. Đó là loại hai. Loại ba là cái gì, xong loại bốn, như này học loại bốn gạt xô. Đó, cái đó là chặt xuống cái này dịch lên. Hai cái ngược chiều, cái tay mà xuống bao nhiêu mà cái tay này xuống bao nhiêu thì cái tay này mạnh bấy nhiêu. Rồi bây giờ cái loại 4, cái loại gạt xô vậy là cái gì? Gạt xô là vậy nè. Nè, em đứng nè. Cái tay em để định như nè. Đó. Nè, anh đứng định tay vô tượng đi. Rồi, cái tay kia em. Rồi em xô thầy, định vô tượng xô, mượn lực đó. Đó, thấy không? Cái lực đó là nó mượn cái, nó tựa cho nó xô cái này. Nè, đó, thấy không, đâu có dùng lực, tức là dịnh vô cái này nè, xô cái này, xô cái lực cái chuyền như đây nè. Để cái tay cái vai vô thấy liền đó nè, xô thì xô bao nhiêu dựa cái vai đó, thấy không, hất bằng cái vai hất ra chứ không phải lực. Thì nó được bởi vì ông trong phòng đứng ông dựa nên quất ra là văng liền chứ không có dùng lực, tức là ông giống bây giờ giả thích là ví dụ như em đứng đi, em muốn gạt xô thầy qua bên này xô sao đó vậy mới đúng đó, thấy không? Mà tức là cái tay mình để vô, mình không phải dùng tay này mà dùng tay này đó nè, lấn, nó gọi là lấn, không phải sát cái cùi chỏ vô nè, để giờ tôi sát cái chỏ người này rồi đó, thấy không? Em dở chân cái là thầy bị hất liền đó, thấy không? Nó rõ ràng nó để vậy dở chân cái này hấp, chứ không có lấy cái tay này xô qua bên này, lấy tay trái kéo bên này, còn người thường nó lấy vậy nó xô qua như này. Đó là dùng lực, còn dùng khí là để tay này. Giống như ta lấn nó qua vậy đó, lấn qua nè, không tin để vậy
dở chân hất thầy qua bên này đó, vậy đó. Đó vậy thì không dùng lực nó có thầy nó còn nếu mình dùng nhà sau xô nè thầy đứng nhà em xô cái tay kia qua cái tay này xô đổ được đâu, nhưng mà để cái tay này dễ lắm nè, dở chân này đó thầy sẽ thấy nó nặng hơn. Nó có hai cách, cái thức cái tức là trong khí công nó cái động tác nào nó mạnh hơn là động tác nó kỹ, còn động tác phải dùng lực là không phải. Đó, động tác là cái thì cái chân đó là nó gạt cái này ra, thật ra nó dịnh nó xô ra, giống như em đưa cái chân em đá thầy đi, đưa cái chân lên, cái chân lên, đưa cái chân đá không đá ngang vậy đó thì nó dịnh đây nè, cái tay này thì nó dịnh cái tay này, cái tay nó hất thì cái tay nó quất như vậy, nó lừa dựa với chân nó hất ra, tức là cái chân thầy lẫn như cái tường em bị dịnh cái chân vậy, cái chân nó đẩy ra thì nó hất này luôn đó, thì nó gọi là dịnh này xô kia, hơi hơi khó làm, không có khó tại vì nè ví dụ vậy thấy không, là cái thức này là nó gạt xô, là cái tay này nó gạt xô này đúng không, thì em lấn qua bên này, lấn lấn người em qua thôi nè, cái chân em đá nè nè, rồi em lấy cái tay thì xô cái chân này qua, lấn vô giống như xô cái hông thầy rồi đó. À, giống như xô cái hông của thầy, cái hông thầy nó nằm dưới cái đường dưới cái chân này. Thì vừa chân cái này em bước cái chân tới nè, thấy không, rồi em cản đó, tự nhiên thầy sao thì chịu nổi, tại vì nó bị hất ra vậy nè. Nè không tin giờ em đứng này, em giơ cái chân trái lên, cái chân bên này nè, thì cái tay này thầy cứ để vậy nè đó, làm sao em đỡ à, không nó đỡ ngay cái đầu gối á, nó vậy nó lớn vậy, nó giống như thay vì thầy em gạt cái hông thầy mình gạt cái gối, em đứng đây là gạt nè đúng không, bây giờ thầy đưa cái chân này em tới em lấy cái chân gạt cái gối là phải để ngay cái gối này nè, đó hất đó nó đá không được liền, nó vừa vô chân để ngay gối nè, thầy vừa vô lên để cái tay vô gối nào sao đá này nó vướng rồi. Mà em thấy rất đơn giản chứ đàn ông nó đá sao đỡ được, vừa vô lên lấy cái tay cản ngay gối mà em bước thêm lấn ra chứ không có đánh gì á, để vô cái gối cái bước lấn ra cái này nó hất ra nè, để vô nè, để vô trước, để vô trước nè, để cái cùi chỏ vô đây nè, bước tới thôi đó, để vô hất ra còn làm cho nó nhanh lên cái tuổi, ủa sao kỳ nhỏ nhưng nó yếu sao nó hất cái chân mình ra được, nó hay lắm nè, nè ta chuẩn bị đá này thấy không, nó đâu phải vô cái chân vô đó bước đó là nó không có đá được, nó vướng thì cái trục xoay nó bị cản, giống như cái đà thôi thì cận vậy rồi sao mà đánh. Không giờ ráp lại sao thành ví dụ đang không lên đúng rồi là cái xỉa bước xuống này vậy luôn đó, xỉa phải xuống một cái bước tới cái xỉa xuống một cái vậy. Mà bước xỉa xuống mà lệch ngang, nó nhảy bước xuống đây không, bước qua đây nè, nó nhảy tao bước xuống đây mà tao bước qua bên này nè, nó là cái chân thầy nè, đó nè cái chân thầy đá đây thì em phải bước qua bên này nè nó mới hất ra được, bước đạo đó bước mà cái chân trong rồi vô trong mà nó xẹt ra ngoài thông tin nó đứng nè, phải coi cái kỹ thuật dù cái chân em đá từ từ lên nè, cái chân thầy để dạy thì cái chân bên này á thầy phải tính là phải bước xoạc bên này trọng bên này thì để cái chân này để cái tay về cái xìa đáng nhẽ là vô đây thì yếu ra bên này nè hất ra liền lúc nó thở bụng sao này thì tự nhiên nó cứng, tại vì cái tay mình đè vô đây cái bụng cứng ngắc này nè, không ta dịnh tay không, dịnh tay vô tường á, dịnh cái tay bằng tay ở dưới đó rồi cái bụng coi cứng á, đó nó cứng á thì cái tay đó là cái chân mình đang đang chịu cái chân đó, em dựa cái thân vô cái tay nó mình sao chịu nổi nguyên cái trọng lượng 60 kg bữa 30-40 cái chân mình sao mình chịu 30-40 nè, không tin nè thì đưa cái chân nè em dựa hết cái người em vô đó dở chân kia lên đó là sao thầy chịu được, em cả người em lấn qua mà thầy có đứng một chân mà sao chịu nổi, thầy 100 kg cũng chịu nổi nè, đứng nè đi dịnh giống như cái chân thầy là cái tường á, em dịnh cái đó em bước tới thôi, dịnh vô cái tường nè, cái tay dịnh vô cái tường, cái tay đứng ở đó dịnh rồi đó, rồi bước tới rồi văng ra rồi nè, cái chân nè, cái chân là cái tường nè đó, lấn qua vậy thằng nào mà chịu nổi, cái thức này nó gọi là gạt xô chứ là lấn bước tới cái tay không làm gì hết, nó dặn rồi mình thấy nhá cái tay thôi mà nó thua rồi,
Thì em coi như cái chân này là bức tường, dịnh bức tường này bước tới thôi. Đó, dịnh cái bức tường là nguyên cái trọng lượng mình lấn qua nè, giống như nè. Vậy á, thử mà không chịu nổi hả? Nè cái tường nè, là cái chân này thôi đuối nè. Hất về cái này, nó văng đi liền như vậy. Hất cái thân qua, lấn qua ngay qua đây, lấn qua. Nè, đó là lại chứ phải đứng em đưa cái chân qua. Nè, lấn như nè. Đó, lấn như vậy thôi, tức là em dịnh thì đứng vậy thì ngã không mới nói cái chân em là cái bức tường. Trời ơi cái thức đó mạnh lắm. Thì đáp thì mình tập quen thì em tưởng tượng nè, cái cửa nè, đó em để như này, đó nè, thử lấy cái tay để đây đoạn dở chân lực coi, đó thấy không, chạy rồi đó, cái lực nó đẩy. Ừ, nhưng mà mình đừng không cho người ta biết mình dịnh vô vậy. Cái mình tưởng là bức tường, cái mình dựa cái mình bước tới đâu anh dằn ra rồi chứ không có hất ra, em dựa em cả cái người dựa vô cái bằng chân đó, nó vướng liền à, cái chân nó giống như cái cây ta dịnh vô này nè, vậy nè, nghe không tin lấy cái tay để đây, để cái tay vô đây dở cái chân ra coi, hút vô một cái để dở chân đè vô đó, đó lớn cỡ đó mà chịu gì nổi, cái con cầu thang nó cũng cong vô trong cái cây nè, lớn một cái cong quèo như nè cái cây nè, nè em để coi nè, em lớn vô nè vậy được, cong vậy đó để coi nè, lớn vô coi đó, cái cây cong mới thấy chứ không lớn cong như cỡ đó chịu gì nói, nó đứng ở một chân nữa làm sao nó vững được như vậy nè, làm sao mà chịu nổi, không có cách nào hết á, mình phá cái trụ chân nó đang trụ về mình tạt ngang về nó ngã giống như cây đang đứng vậy, tôi xô ngang làm sao chịu, nó cây nó đang đứng vậy tôi xô vậy sao đứng được, cái chân có một chân này, đó là thức thứ tư trong thức thứ năm đu chuông. Nắm được đó, khi bước tới là lấn này, muốn bước vô em đang đứng tấn vậy, thầy phá tấn em được, đứng đứng vậy đây nè, em đứng cứ đứng 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 chân lúc đứng vững nè, phải không nè, tao phá này nè, thấy không, nó chỉ không có làm nhá, chứ lấn cái nào hay cái nó sụp mẻ rồi, không có cần lực này, thầy đứng nè, em đứng xuống lấn người qua này, thầy đứng chịu nè, cái bên này lấn qua chứ, để cái tay đó để xuống rồi lấn vào đó, thấy không, thầy còn đâu chịu không nổi, thằng nó lật qua này, mình tưởng nó cái chân mình đứng vào sao nó xô được, tao lấn qua mà nè, đứng xuống đi nè, lấn như này chân như làm sao chịu nổi, mất cái trụ rồi, cái chân mày 3 kg tao 60 mà, cái chân mày bao nhiêu 10 kg nhiêu, cái người tao 30 ấn rồi nè. Rồi loại thứ tư là giật chuông, giật chuông là vậy nè, nó không phải vậy mà nó đu á, em tưởng nè giống như nè, rồi em nắm vô cái này, nắm chặt vô đây, dở chân lên đu lên, nhõng hỏng cái chân lên kia lên luôn, cái nó này nè, nè dở lên cái coi, nó dở hỏng cái chân đu vô đó, hỏng chân luôn, nó đu cái cây cong xuống liền, nhõng lên, giữ luôn, đè cái cây xuống nó cong xuống, cái trọng lượng đó cái cây nè, nè dở chân này lên, thấy không nè, đứng vậy. Em thử coi, nhảy cái chân kia lên, đu, chịu vô đây chứ, em là dạy vậy, đu vô đây luôn cho nó cây nó cong xuống, đu cho nó cong xuống, nè, em kéo cái đầu này xuống, hai tay nắm trên này, kéo cái đầu nó xuống, dở chân lên cho nó cong cái cây, một chân dở ra giữ thăng bằng rồi nhảy chân sau lên, đó nó cong cái cây nè, nè, đó, không biết hả? Đu cho nó, đu vô cái cây cho nó cong mà không biết đu luôn, đu cái cây vô, đu lên chứ sợ gì nè, đu xuống là con đu lên nè, em đu cái kéo cái cây xuống nè, kéo cây xuống mà dở chân lên, dở chân lên đó, kéo lại đu vô cái cây giữ luôn, treo hỏng chân do dơ mà cản rồi, dở chân đi giữ luôn, cái treo hẳn đừng rớt cái chân xuống đó, giữ luôn đừng đu lên đấy, đu vô luôn mà em giống như là bu hai cái chân lên đó, hai cái chân bu được cái cây này nè, vô cái chân vô bu lên luôn nè, giống hai nhảy lên chống vậy nè, đó leo dưới cây
một chân chịu vô một cái rồi dở chân sau lên là nó đu xuống nè, thấy không, đỡ ra nè, dở chân kia lên nè, đó nó nặng liền, dính hai tay vô một chân giữ thăng bằng rồi dở kia lên đu, đừng cái nhảy lên, dơ chân lên đu, dở chân lên thôi, đó nó kéo xuống, đâu phải đu, cứ đứng vậy là leo lên, leo cái cây đó lên, một chân dơ lên, dơ thẳng là giữ thăng bằng đó đã nè, rồi đu cái chân dở chỗ đó nó cong rồi đó, thấy không, phải biết cách. Cái chân này giữ thăng bằng nè, nhảy lên nè, thấy không nè, cái trọng lượng của thầy nè đó, đứng nhảy một chân nhảy thật là cò, dơ một chân lên rồi nhảy chân kia lên coi, nhảy mà nó treo lên trời luôn coi, chị bám chặt vô đây thì cái này nó mới cong đó, cong nó phải cong xuống đó, phải cong vậy mới được. Thành ra cái phương pháp đó là nắm cái tóc người ta này, cái nhảy lên cái là cái con nhỏ nó đập cái đầu đất này, bạn gái nhau nè, nắm cái tóc này nè, nhảy lên tôi luôn xuống vậy con, cái đầu nó không đục xuống đất cùi lên. Bởi vậy nó giật cái đầu ta xuống đất là bể óc luôn, nhảy lên đu cái đầu xuống đất luôn, đu vô cái đầu đó, giống bám vô cái cổ đó, giống như bám cổ này thì nhảy lên rớt xuống như nè, làm thật ra mới thấy giống như này, cây để vậy. Bởi vậy em không có hiểu lực em nhát đó, thành ra nó không làm được. Rồi em đu vô cái này đi, đu hai chân lên luôn. Sao đu được thầy? Đu được đó, thả hai chân luôn, sợ gì cái thế chịu đó, dở hỏng luôn, đu dính luôn trên trời vậy đó, dở luôn, sao nhát em đu lên luôn á, em đu cái cây này luôn rồi đó, leo lên rồi ôm nó leo lên, dở hai chân luôn, dở hai chân lên, dở hỏng chân hỏng lên đó, giữ luôn đừng nhảy, giữ luôn, giữ luôn nè, giữ luôn, leo lên, dở hai giò lên, dở hai giò, tại sao không treo được, đừng có nhảy, anh treo lên cái này giống như nè, vậy thôi, đừng cho nó rớt xuống, giống anh leo cái cây, anh đu lên cái cây nè, cái cây nè, nè rồi nè, đi tại mình sợ, em đu cho thầy giữ, mình sợ gì gãy gì đó, đồ đu hai tay nóng như dở lên đó, giống vậy đó, hứng mạnh cỡ nào, dở hai chân đu luôn, không có thả chân xuống, mà em nắm cái cổ thì em đu luôn, phải cái đầu đập này gì nữa, nhưng nắm cái cổ nè, dở hai chân rừng nằm xuống này qua cái đầu mà chúng thay liền, bể cái óc liền, tại em không có làm mạnh một cái là một phát nắm vậy, hai chân tóc này, dở hai chân nằm xuống đất là cái đầu đập rất nhanh nghe. Đu cái đầu xuống mà sao cái đầu nó bao nhiêu kilo, cái tao 60 kilo, cái đầu mình có 10 ký à, là cái cây đó, cái cổ là cái cây đó, nắm cái cổ nè, đu cái cổ xuống, đu suốt, đừng có dở cái, đừng có thả chân xuống, thì làm sao nó chịu nổi, nó sợ gãy cổ nó nương theo xuống đây là cái chân nó sụn rồi, rồi tao vẫn bám đập cái đầu xuống đất bể óc, nó là thức giật chuông của Trương Nam Phong, là nóng cái tóc bằng tay nè, nhảy lên cái té xuống, giống trợt chân té thôi coi, em bị trợt chân nóng cái tóc té trợt rồi. Thì sao theo cái đầu đó nè, đúng vậy nè, trợt gió chuối cho nó kéo cái đầu xuống tập này nè, mẹ chết nó, thì nó khéo lắm, nó đâu dơ cao vậy rồi rớt cái bầm, nó thức du chuông hai thức rồi. Còn thức thứ ba là gỡ tay, thức mà gỡ tay nè, là cái tay này nó nóng vậy nó ngửa ra sao thôi nè, em cấm cái tay thầy em ngửa ra, thấy không, đã lùi rồi, rồi giống như tay nào nè, đó em ngửa ra, nhưng mà đâu có phải ngửa vậy, để vậy em xoáy qua, xoáy vô trong, xoáy của tay trước đó, rồi xoay qua xoay lại, vừa quay vừa lùi, ngửa ra chở chân sau lên, đu vô cái tay thầy á, đó là nó cứng rồi đó, thấy không, mà là em làm nhanh là tay thì phải chồm tới, rồi em xoay lên cho nó ngửa lại cái này lên, xô cái này ra, nó xô rồi cứ ngửa ra, xô cái tay vô cái ngón cái là, rồi cái tay chồm ra phía trước, rồi đẩy vô đây nè,
đó, đẩy vô cái ngón cái này. Coi em làm cho thầy biết, nóng cái tay thầy đi, nóng như cổ tay á, nè thấy không, nè quay lên đây nè, nó như vậy đó, nghiêng mới sao là đu vô đâu cái tay nó, rồi lắc lo lắc lại lòi cái ngón cái, tập vô một cái thả liền ngón cái, yếu lắm, cái tay mình mạnh mà cái tay nguyên cái bàn tay mình đẩy ngón cái đó ông lại nè, đó nè thấy không, nè quay lên quay lại nè, nó hiện ra nè, nè đẩy biết ra nè, nó ra thằng nào mạnh cũng không nổi, mặt thấy ngón tay năm ngón nó mạnh có một ngón không có mạnh. Rồi bây giờ này thầy nắm tay nè, đó em ngửa ra đi, rồi em phải xoay cổ tay cho, xoay cổ tay cho nó lòi cái ngón tay, quay ngược lại cho nó lòi đó, rồi nè rồi mới đánh vào đây cái tay kia đâu, kéo ra đó, đẩy vô cái ngón cái này nè, đó nó gãy nè, ồ nó gãy ngón cái ra, rồi đẩy thiệt mạnh đó là nó sợ gãy ngón cái nó buông, nó phải hiểu á, nó không có thế đó. Đó nè, nóng đưa bàn tay ra nè, đó rồi thấy không, rồi bây giờ ngửa ra cái đã, là thầy 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 bị đang căng lên, cái em xoay cổ tay cho nó ngược lên rồi đó, đó đẩy tới một cái phải lùi kéo cái chân này ra phía sau nè, nắm cái tay ngửa ra được, léo chân ra lùi cái chân này phía sau, rồi cái tay kia đánh liền đó, phải lùi cái chân chứ đứng yên vừa dày phải cái lôi tới thì nó gạt cái này ra chứ, đó là thức thứ sáu, ba thức mới là vậy đó. Thì cái đó nó không phải theo võ đâu, là mượn sức đánh sức, yếu đánh mạnh được, kéo vậy thấy không, lùi cái chân ra đi, đó là đánh vào đây phải lùi chân cái đã, nắm giày ngửa ra trước rồi lùi cái này tới thì nó chồm theo, ờ chồm cái tay rồi, cái tay thì sẵn sàng ở cái tay kia vươn ra nha, nè lùi phải không, nè rồi cái nè kéo chân này ra nè, xô này đó, bài tập nó là cái thức, là được thêm ba thức mới, mà hay tập hoài thành phản xạ.